Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Hữu Ngọt. Thì tiếp tục cái chuỗi series làm thí nghiệm, thì hôm nay tôi sẽ làm một cái thí nghiệm liên quan đến những cái quả pháo điện này. Thì có nghĩa là quả pháo điện này khi mà đốt thì nó sẽ tạo ra một cái tia lửa, và tôi sẽ dùng cái tia lửa đó để phá tan tất cả mọi thứ, để xem mà sức mạnh của cái tia lửa đó có phá tan được không các bạn nhé. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Bạn nào chơi thì tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả nhé. Và đây là một cái app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền bằng cách là khảo sát. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta sẽ tiến hành lạp tiền. Và app này hỗ trợ những hình thức lạp tiền như là lạp siêu tốc, lạp qua hình thức thẻ cào, MomoPay và ViettelPay. App này có rất nhiều thể loại trò chơi như là game hot này, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như cách kiếm tiền nhé. Các bạn lựa chọn một cái loại game mà bạn yêu thích. Như tôi là tôi sẽ lựa chọn game long hổ đi. Cách chơi của game long hổ này cũng rất là đơn giản, nó chỉ có một bên long và một bên hổ. Khi lá bài chia ra bên long cao hơn thì long sẽ chiến thắng, mà hổ cao hơn thì hổ sẽ chiến thắng. Như tôi là tôi thích bên hổ, tôi sẽ đặt bên hổ. Như vậy là lá bài bên hổ của tôi đã cao hơn và hổ đã chiến thắng. Như vậy là tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhé. Thì chúng ta hãy vào mục đổi thưởng. Và để có thể rút được tiền thì chúng ta sẽ cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta sẽ vào thêm tài khoản ngân hàng, nhập tên chủ thẻ, số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng, nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta hãy nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy là tiền sẽ về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Đây là một app có rất nhiều loại trò chơi hay, chúng ta vừa có thể giải trí vừa có thể kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Tiếp theo là chai Coca-Cola đấy các bạn nhé. Liệu rằng ở bên trong nó có nước và cái vỏ ngoài nó bằng nhựa, nó cứng như kia, liệu rằng là cái tia lửa điện từ quả pháo điện nó có phá hủy được không? Bây giờ các bạn cùng nó xem nhé. Các bạn ơi, chai Coca cũng bị cháy và lổ tan luôn. Các bạn có nhìn thấy không? Xùi luôn đấy các bạn này. Đây là cái điểm lổ ở trên này. Cháy và lổ tan luôn. Công nhận là cái sức công phá của cái tia lửa điện từ cái quả pháo điện này công nhận là mạnh thật. Bởi vì nó ra những cái luồng điện nó rất là mạnh như thế, tôi nghĩ là mọi vật vào đây nó cháy hết. Nhưng mà cái này nó cũng chỉ được 2-30 giây thôi. Đấy, các bạn chỉ xem để tham khảo và biết cái sự nguy hiểm của cái quả pháo này, nên các bạn không làm theo đấy các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đến thử đến vật liệu tiếp theo nhé, vật liệu khác. Ok các bạn ơi, tiếp theo là một cái ô tô bằng nhựa nhé. Thử xem là liệu rằng cái quả pháo điện có phá hủy được không nhé các bạn nhé. Ok các bạn ơi, cháy luôn đi các bạn nhá. Bằng nhựa thì quá đơn giản các bạn ạ. Thì bây giờ tôi thử phá hủy quả bóng bay dồn đầy nước ở bên trong nhá. Liệu rằng dồn đầy nước ở bên trong thì sức mạnh của tia lửa từ quả pháo điện nó có phá hủy được không? Các bạn cùng đoán xem nhá. Các bạn, quả bóng bay thì không đến 2 giây thì đã bị phá hủy luôn các bạn. Căn bản là quả bóng bay nó mỏng quá. Mà tại sao quả bóng bay dồn nước như thế lại vỡ dễ thế nhỉ? Người ta dồn nước vào quả bóng bay người ta vẫn đun được sủi. Hoặc là dồn nước vào túi bóng người ta vẫn đun được sủi, mà sao vào cái sức mạnh của cái quả pháo điện thì mạnh thế nhỉ? Thổi phát bung luôn. Thì tiếp theo tôi sẽ sử dụng một vật liệu khó phá hủy hơn nữa. Đó là sử dụng bóng đèn. Đây là cái này bằng thủy tinh các bạn ạ. Thử xem nó có phá hủy được không nhé các bạn nhé. Tôi nghĩ là cũng dễ phá hủy hơn thôi các bạn. Tôi nghĩ là cũng phá hủy được thôi. Ok.
Các bạn ơi, tôi cho các bạn xem này. Bóng đèn không hề bị vỡ nhá, mà chỉ là bị thủng thôi các bạn ạ. Kiểu như nó lõng chảy ra ấy. Cho các bạn xem này. Chảy luôn cái bóng đèn luôn. Ôi giờ tôi mới thấy lạ ấy nhỉ. Chảy luôn cái bóng đèn các bạn ạ. Đây, chảy thành hình gì tôi không biết này. Lạ ghê đấy. Không hề vỡ bóng đèn các bạn. Không hề vỡ hay lổ gì đấy mà là nó chảy luôn các bạn. Kiểu như là sức nóng của cái quả pháo điện này nó nóng quá ấy. Nó làm chảy luôn cả thủy tinh này luôn. Cháy đen xì luôn các bạn ơi. Nói chung là cái vật liệu như là xốp này thì rất là dễ cháy và rất dễ là bắt lửa đấy các bạn nhé. Cháy luôn. Những cái tia lửa mà phát ra từ quả pháo điện này tôi nghĩ là nó cũng mạnh đấy các bạn ạ. Phát ra được có 2 giây là cái xốp này đã cháy luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ thử với vật liệu khác nhé các bạn nhé. Thì các bạn, tất cả các vật liệu vừa rồi tôi thử với sức mạnh của quả pháo điện này thì là đa số là bị phá hủy hết. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái vật liệu khó hơn. Đó là bằng nhôm nha các bạn nhé. Đây sẽ sử dụng lon coca các bạn ạ. Để xem liệu rằng là cái sức mạnh của tia lửa từ quả pháo điện có phá hủy được không. Tôi nghĩ là vẫn phá hủy được các bạn ạ. Lổ tan lon coca luôn. Đây các bạn có thể thấy này, bật lắp luôn. Bởi vì là bên trong này nó có ga ấy, thì mình sử dụng sức nóng của cái quả pháo điện này đẩy vào đây thì bên trong nó bị áp suất nó chênh lệch với cả ngoài môi trường. Hay là bật tung luôn nắp này các bạn này. Rất là mạnh luôn. Nói chung là cái tia lửa điện của từ pháo điện này nó ra rất là mạnh đấy các bạn nhé. Thì các bạn ạ, nghịch cái trò pháo điện này cũng rất là vui, bởi vì hiệu ứng ánh sáng nó mang lại cũng rất là đẹp. Nhưng mà các bạn cũng đã thấy ở trên video ấy, cái sức nóng của nó rất là kinh khủng luôn. Nó phá hủy tất cả mọi thứ từ sắt này, thủy tinh, nói chung là nhựa, nói chung tất cả là cháy hết. Đấy. Vì thế là các bạn không nên làm theo clip của tôi nhé các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy đăng ký cho tôi và like, chia sẻ cho những người bạn của bạn cùng xem. Một nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.